Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Hầu Vương Review Phim. Hôm nay mình lại mang đến cho các bạn một siêu phẩm siêu hấp dẫn, bộ phim mang tên Năm Anh Em Siêu Nhân. Diễn biến câu chuyện như thế nào, hãy cùng mình xem hết bộ phim này nhé! Năm triệu năm trước, khi khủng long vẫn còn sống, sự sống thông minh ngoài hành tinh đã đến thăm trái đất và một trận chiến khốc liệt đang diễn ra cùng lúc. Một người lính mặc áo giáp đỏ thẫm là người sống sót duy nhất, nhưng tất cả đồng đội của anh đã bị kẻ thù giết chết. Điều này khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy đi các tinh thể sức mạnh của đồng đội mình và ra lệnh cho các vật phẩm tìm ra những người xứng đáng để họ có thể cứu hành tinh khỏi kẻ thù của họ được gọi là Repulsa. Tuy nhiên, ngay trước khi kẻ thù giết anh, một tiểu hành tinh đã va vào trái đất, gây ra một vụ nổ lớn phá hủy hoàn toàn áo giáp của người phụ nữ đó, đồng thời đẩy cô ấy vào trong đại dương và tạm thời cứu được hành tinh này. Nhiều năm sau, ở thời hiện đại, một sinh viên gây rối tên là Jason đang bị đưa đến một trung tâm giam giữ vì liên tục gây rắc rối với cơ quan thực thi pháp luật. Khi anh đi vào bên trong tòa nhà để chịu hình phạt hàng tuần, anh gặp một phụ nữ trẻ tên là Kimberly và cố gắng tán tỉnh cô ta ngay lập tức, nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng của cô ấy. Rất nhanh, anh quyết định đi vào trong phòng học, nơi một nhóm học sinh tuổi teen nổi loạn đang đợi bài giảng của họ. Nhưng Jason anh nhận thấy rằng một học sinh tự kỷ tên là Billy đang bị quấy rối bởi một người bạn cùng lớp. Điều này khiến anh ta phải can thiệp ngay lập tức, đồng thời khiến đối thủ nổi cơn thịnh nộ. Nhưng Jason đã tát một phép lịch sự vào kẻ bắt nạt và lấy đi phẩm giá của hắn ta. Khi lớp học cuối cùng kết thúc, Billy đến để cảm ơn Jason về những gì đã xảy ra và quyết định nhờ Jason giúp đỡ lần thứ hai vì anh rất cần một chuyến đi vào tối nay cho một thí nghiệm quan trọng. Jason anh không do dự liền đồng ý giúp đỡ một lần nữa khi họ đi đến công trường gần đó bằng xe của Billy và cuối cùng đi vào bên trong. Họ đến một mỏ đá cấm người ngoài vào. Sau đó hai người mang công cụ về phía những tảng đá gần đó. Billy giải thích rằng anh ấy đã phát hiện ra một số bức xạ kỳ lạ phát ra từ những viên đá xung quanh vị trí này. Tuy nhiên, Jason không quan tâm vì anh ấy không muốn bị cảnh sát bắt một lần nữa, nhưng họ không nhận ra rằng có hai người lạ đang tụ tập bên trong địa điểm này. Khi Jason đi về phía chiếc xe, anh bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc từ khu rừng gần đó và quyết định tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Điều ngạc nhiên là anh nhìn thấy Kimberly cũng đã đến địa điểm này. Cô nhanh chóng nhảy từ một vách đá xuống vùng nước bên dưới. Điều đó khiến Jason lao về phía cô ta vì anh ta nghĩ rằng cô gái đang tự tử. Tuy nhiên, kế hoạch anh hùng giải cứu mỹ nhân của anh đã thất bại thảm hại vì cô gái chẳng hề hấn gì và cô nghĩ rằng Jason chẳng khác gì một kẻ biến thái theo dõi đáng sợ. Ở phía Billy đã bắt đầu thí nghiệm điên rồ của mình. Anh đặt vô số thuốc nổ bên trong những tảng đá gần đó. Tiếp theo là kích hoạt kíp nổ và gây ra một vụ nổ lớn. Điều này khiến tất cả mọi người lao về phía anh ta ngay lập tức, bao gồm cả người đàn ông lạ mặt. Và tên của anh ta là Jack và người phụ nữ lạ mặt tên là Ginny. Cô cảnh báo những người khác rời đi ngay lập tức. Tuy nhiên, trước khi cô gái nói xong, vách đá khổng lồ bắt đầu sụp đổ sau vụ nổ trước đó. Tất cả mọi người hầu như không thoát khỏi những tảng đá rơi xuống. Nhưng tất cả đã hồi phục sau trận lở đất. Billy bị sốc khi nhìn thấy một khối tinh thể pha lê ở phía trước mặt mình. Mọi người bắt đầu kiểm tra những vật thể lạ dường như xa lạ với thiên nhiên. Rất nhanh sau đó, mọi người đã tìm cách lấy ra một loạt hiện vật từ bức tường bí ẩn dường như đang phát sáng với nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng họ nhanh chóng bị gián đoạn bởi một tiếng còi lớn, buộc họ phải chạy về phía ô tô của mình ngay lập tức. Họ cố gắng rời khỏi địa điểm trước khi bị an ninh bắt giữ và cố gắng trốn tránh các phương tiện đang truy đuổi. Họ tiếp tục lao về phía trước bằng ô tô, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng một đoàn tàu đang hướng tới về phía họ. Tuy nhiên, mọi người không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy và quyết định chạy đua với đoàn tàu. Và nghĩ rằng họ băng qua được bên kia, nhưng chiếc ô tô đã bị dâm vỡ thành từng mảnh và đồng thời bị văng về phía vách đá bên dưới. Cùng lúc đó, một đoàn tàu đánh cá trên đại dương đang chuẩn bị quay trở lại thành phố, nhưng nhanh chóng nhận thấy thứ gì đó bên trong mẻ cá của họ. Có vẻ như là thi thể của một phụ nữ đã chết từ rất lâu. Mọi người quyết định mang đến bến tàu và báo cho cảnh sát về những gì họ tìm thấy. Tuy nhiên, khi viên cảnh sát một mình đến điều tra thêm, thì thi thể bắt đầu sống lại và nhanh chóng tấn công anh cảnh sát từ phía sau. Cùng lúc đó, Jason tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe hơi, nhưng bị sốc khi biết rằng mình hoàn toàn không hề hấn gì và đồng thời phát hiện ra viên pha lê màu đỏ vẫn còn trong túi của mình. Và tất cả những người khác cũng đã sống sót sau vụ tai nạn và ngay lập tức phát hiện ra rằng bằng cách nào đó họ đã có được siêu năng lực sau những gì đã xảy ra vào đêm qua. Điều này đã khiến họ phải gặp nhau ngay tại trường học. Họ dự định quay trở lại công trường để tìm ra sự thật về những viên pha lê bí ẩn. Ngay sau đó, mọi người đã đến được khu vực khai thác, nhưng thật ngạc nhiên khi thấy Jack đã ở đây cả buổi sáng cùng với Ginny. Họ cũng có được siêu năng lực. Mọi người đã nắm bắt được điều này và bắt đầu sử dụng khả năng mới tìm thấy của họ. Ngay lập tức họ leo lên đá như người nhện và nhanh chóng leo lên núi. Sau đó đến nơi trước một vách đá khổng lồ, Ginny quyết định kiểm tra sức mạnh của cô ấy hơn nữa khi cô ấy nhảy qua thung lũng mà không cần suy nghĩ và hạ cánh một cách thần kỳ ở phía đối diện, khiến những người khác cũng quyết định thực hiện bước nhảy vọt về niềm tin khi họ nhảy vượt qua vách đá khổng lồ với siêu năng lực và đáp xuống đất với lực cực lớn thành công. Nhưng mọi người nhanh chóng nhận thấy rằng Billy quá sợ hãi để thực hiện cú nhảy như những người khác,
May mắn thay, anh cuối cùng đã lấy hết can đảm và quyết định nhảy qua vách đá khổng lồ. Anh hạ cánh xuống rìa vách đá, tuy nhiên trước khi lấy lại thăng bằng, anh đã vô tình ngã xuống phía sau, khiến tất cả bạn bè của anh ấy sốc ngang. Nhưng thật ngạc nhiên là mọi người nhận ra Billy vẫn còn sống. Dường như anh ta đã hạ cánh bên trong một hố nước lớn dưới lòng đất. Điều này khiến những người khác quyết định nhảy xuống và tất cả họ đều đáp xuống vùng nước bí ẩn bên dưới những ngọn núi. Cả nhóm nhận thấy rằng cơ thể của họ đang phát sáng với nhiều màu sắc khác nhau. Billy anh nhìn thấy một lối vào ẩn ở phía dưới và quyết định lao về phía địa điểm cùng với những người khác. Cuối cùng mọi người phát hiện ra một rào cản kỳ lạ. Họ đã cố gắng vượt qua phía bên kia, sau đó rơi xuống bên trong một hang động ngầm khổng lồ. Mọi người đã hồi phục sau cú ngã. Họ bị sốc khi thấy nước dường như đang bay lên trên trần nhà. Điều này khiến họ phải mạo hiểm tiến về phía trước để tìm lối thoát. Tuy nhiên điều mà mọi người không ngờ tới là tìm thấy một con tàu vũ trụ khổng lồ ẩn bên trong đường hầm dưới lòng đất, dường như nó đã không hoạt động trong hàng triệu năm. Cả đội quyết định tiếp cận gần hơn về phía con tàu khổng lồ và nhanh chóng nhận thấy rằng các tinh thể của họ đang bắt đầu phát sáng. Điều này cuối cùng mở ra cánh cửa của tàu vũ trụ hướng vào bên trong. Mọi người bước vào tàu, họ ngạc nhiên trước công nghệ tiên tiến hơn công nghệ của họ. Tuy nhiên, con người sớm nhận ra rằng có điều gì đó không ổn khi con tàu vũ trụ bắt đầu thay đổi hình dạng, đồng thời chặn lối ra ban đầu và khiến mọi người phải liều mạng chạy trốn khi nghĩ rằng mối nguy hiểm đang đến gần. Mọi chuyện càng trở nên sợ hãi hơn khi họ bắt đầu bị bắt đi từng người một và họ hoàn toàn bị chế ngự bởi một con robot biết nói, nhưng hóa ra cỗ máy không phải là kẻ thù của họ. Nó nhanh chóng nói rằng nó được gọi là Alpha 5 và nó đã chờ đợi con người suốt thời gian dài, sau đó bảo mọi người đi tiếp đến lối đi riêng của họ, để họ có thể tìm ra sự thật về lý do tại sao họ ở đây. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu đi theo lối đi riêng của mình. Các nền tảng xung quanh vòng tròn ngay lập tức kích hoạt một thực thể thứ hai được gọi là Jordan, kẻ xuất hiện trên các bức tường phía sau mọi người. Hóa ra anh ta là người lính đỏ thẫm từ 65 triệu năm trước, người đã chết khi chiến đấu để bảo vệ trái đất khỏi kẻ thù không đội trời chung của mình được gọi là Repulsa. Jordan nói với mọi người rằng những viên pha lê mà họ có được gọi là đồng tiền sức mạnh, chúng đã chọn những người trở thành thế hệ siêu anh hùng tiếp theo. Điều này có nghĩa là họ phải bảo vệ tinh thể gel crystal của trái đất khỏi bị đánh cắp bởi Repulsa. Thứ đó sẽ cho cô ta sức mạnh để quét sạch tất cả sự sống trên trái đất. Tuy nhiên, mọi người khó tin vào tất cả những gì Jordan đã nói. Điều này Jordan buộc phải cho họ thấy trực tiếp bằng cách đặt họ vào tầm nhìn về tương lai. Họ nhanh chóng nhìn thấy rằng trái đất sẽ bị hủy diệt trong vòng 11 ngày khi Repulsa có được tinh thể gel crystal và biến toàn bộ nhân loại thành những bức tượng bất động và vỡ vụn thành cát bụi. Mọi người thức dậy sau tầm nhìn khủng khiếp đó. Và Jordan nói với mọi người rằng họ là hy vọng duy nhất để cứu hành tinh này. Và họ phải học cách khai thác sức mạnh thực sự của mình bằng cách biến hình vào áo giáp của họ. Tuy nhiên, khi mọi người cố gắng sử dụng sức mạnh từ trường năng lượng được gọi là lưới Morphin, họ không thể biến thành siêu nhân. Điều đó có nghĩa là họ phải bắt đầu huấn luyện mà không sử dụng áo giáp. Ngay sau đó, robot đưa họ vào bên trong một địa điểm huấn luyện, nơi vô số quái vật đá được hình thành bằng mô phỏng, để bọn họ có thể cải thiện khả năng chiến đấu của mình bằng cách chiến đấu với các sinh vật này. Tuy nhiên, những con quái vật cứng rắn hơn nhiều so với vẻ ngoài của chúng. Cả nhóm liên tục bị tấn công dữ dội bởi mô phỏng. Mọi người hầu như không thể tự vệ được. Nhưng qua nhiều ngày luyện tập và kiên trì, cuối cùng họ có thể hạ gục đối thủ bằng cách sử dụng các kỹ thuật do robot dạy. Đáng ngạc nhiên ngay cả khi họ cải thiện khả năng chiến đấu, mọi người vẫn không thể biến thành áo giáp chiến đấu được. Nhưng bất chấp thất bại rắc rối này, Billy vẫn cố gắng sử dụng lưới Morphin để xác định vị trí của tinh thể gel crystal và cuối cùng phát hiện ra rằng vật phẩm đó bị giấu bên trong thị trấn của họ. Thông tin này được báo cáo lại cho Alpha 5. Điều này khiến robot quyết định thưởng cho mọi người vì sự tiến bộ của họ bằng cách cho mọi người xem nhiều vũ khí hơn trong kho vũ khí. Cả nhóm vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy con robot khổng lồ đứng trước mắt họ. Tuổi thọ của chúng bằng với loài khủng long bạo chúa. Tuy nhiên Alpha 5 nói với mọi người rằng họ chưa sẵn sàng lái máy móc vì họ phải cố gắng triệu hồi áo giáp của mình trước. Nhưng Jack bỏ mặc ngoài tai và quyết định bắt đầu lái con robot khổng lồ của mình ngay lập tức. Điều này nhanh chóng chứng minh điều đó là một kiếp sai lầm vì anh ta không thể điều khiển được cỗ máy, khiến anh lao về phía thành phố và phá hủy mọi thứ trên đường đi. Khi lao trở lại vào hang động và suýt giết chết tất cả đồng đội của mình, may mắn là mọi người đã né được kịp thời, nhưng điều đó đã khiến các thành viên khác trong nhóm suýt bị giết, khiến Jason nổi giận cho Jack vài cú đấm. Billy nhìn thấy điều này và cố gắng dừng cuộc chiến ngay lập tức, nhưng điều mà mọi người không ngờ đến là Billy đã biến hình bên trong bộ giáp của mình trong quá trình đó và cuối cùng biến thành siêu nhân quyền năng. Tuy nhiên sự biến đổi nhanh chóng biến mất và Billy dường như không thể lấy lại sức mạnh của mình như trước. Điều mà họ không nhận ra rằng là Jordan đã theo dõi họ suốt thời gian qua và vô cùng thất vọng trước sự vô dụng của tất cả mọi người. Nó bảo với bọn họ là hãy về nhà ngay lập tức. Jason nghe thấy điều này và quyết định tự mình đối đầu với người cố vấn của mình. Nhưng bị sốc khi biết rằng Jordan chỉ muốn mọi người mở lưới biến hình để anh ta có thể được hồi sinh nhờ năng lượng vũ trụ. Điều này khiến Jason vô cùng tức giận. Khi anh nhận ra rằng Jordan chưa bao giờ có bất kỳ niềm tin nào vào khả năng của họ ngay từ đầu. Nhưng anh đảm bảo với Jordan rằng họ sẽ cứu hành tinh này từ kẻ thù của mình, vì anh sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu hành tinh.
Điều mà họ không nhận ra là Ripulsa đã đến được bên trong thành phố của họ. Cô ấy đi tới một cửa hàng trang sức chứa đầy vàng và bắt đầu hấp thụ tất cả kim loại vào cơ thể mình, sau đó tạo ra một vũ khí khổng lồ. Rất nhanh, một sĩ quan cảnh sát lao vào trong để cố gắng ngăn chặn người phụ nữ cướp cửa hàng, nhưng những viên đạn của anh không có tác dụng gây sát thương cho kẻ thù. Vì Ripulsa đã triệu hồi được quái vật của mình và giết chết người đàn ông đó ngay lập tức, đồng thời làm nổ tung toàn bộ tòa nhà, mọi người cũng được thông báo về tin khủng khiếp này. Và họ nhận ra rằng họ sắp hết thời gian trước khi trái đất bị Ripulsa phá hủy, và Jason quyết định rằng họ nên tấn công kẻ thù của mình trước khi ả ta trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Cả đội bắt đầu chộp lấy vũ khí của họ và cuối cùng lần ra tung tích của người phụ nữ độc ác. Họ cố gắng đi theo dấu vết của cô ta đến tận một bến tàu bỏ hoang. Tuy nhiên mọi người nhanh chóng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Họ tìm thấy một người đàn ông bị trói trên chiếc ghế làm con tin. Trong khi ả ta nhanh chóng nhảy từ trần nhà xuống và đánh ngã mọi người xuống đất, mọi người đứng dậy ngay lập tức và khi cố gắng tấn công ả ta. Nhưng đã được chứng minh là không thể sánh được với Ripulsa, họ bị đánh gục bỏ đi như những con búp bê rách rưới và hoàn toàn bị áp đảo bởi người phụ nữ độc ác. Rất nhanh Ripulsa trói tất cả mọi người lại, khi cô ấy yêu cầu mọi người nói cho cô ấy biết vị trí của tinh thể gel crystal ngay lập tức. Mọi người nhìn thấy điều này và cố gắng chống lại sự đe dọa của cô ấy ngay từ đầu, nhưng họ không thể chứng kiến bạn bè của mình bị giết bởi người phụ nữ độc ác. Điều này buộc họ phải tiết lộ vị trí của viên tinh thể cho kẻ thù. Tuy nhiên, ả ta không bao giờ có ý định giữ lời hứa ngay từ đầu. Bà nhanh chóng thả Billy xuống nước và để bọn họ chứng kiến đồng đội mình chết đuối. May mắn thay, cả đội cuối cùng đã thoát ra được và ngay lập tức kéo Billy lên. Nhưng nhận ra rằng nỗ lực của họ hoàn toàn vô ích vì Billy đã chết, mọi người mang theo thi thể bạn của mình về phía con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Jason cầu xin Jordan bằng cách nào đó hãy cứu mạng Billy. Tuy nhiên Jordan nói rằng anh không thể làm gì để hồi sinh được Billy. Điều này khiến mọi người rơi vào nỗi buồn vì họ sẽ sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình vì bạn bè của họ. Điều mà họ không nhận ra rằng sự hiểu biết của họ về tầm quan trọng của cuộc sống đồng đội của họ đã tìm cách mở khóa lưới Morphin. Điều đó có nghĩa là Jordan anh cuối cùng có thể được hồi sinh giống như anh ta đã lên kế hoạch. Nhưng thật ngạc nhiên, thay vì tận dụng cơ hội này để hồi sinh bản thân, anh ta đã quyết định thay vào đó đã khiến Billy sống lại vì anh nhận ra rằng chỉ thế tân siêu nhân mới có thể đánh bại kẻ thù hiện tại. Rất nhanh, mọi người bắt đầu đi lên nền tảng cá nhân của họ giống như trước đây, nhưng lần này họ có thể cảm nhận được một sức mạnh khác đang chảy qua cơ thể mình. Khi lưới biến hình bắt đầu bao phủ con người bằng áo giáp, đồng thời biến mọi người thành những siêu nhân quyền năng. Đồng thời lúc đó, Ripulsa đã đến một mỏ vàng và bắt đầu thực hiện một phép thuật mạnh mẽ. Khi tất cả các hạt vàng bắt đầu hình thành cùng nhau và tạo ra một con quái vật khổng lồ được gọi là Gona. Ả ta rất tự hào khi thấy một con vật khủng khiếp được tạo ra, cao ngất ngưởng trên mọi thứ xung quanh và ra lệnh cho con quái vật khổng lồ lấy lại tinh thể Phalegel ở thị trấn gần đó. Những siêu nhân cũng bắt đầu hành động, họ đã lấy lại được sức mạnh của mình và nhanh chóng lao về phía mặt nước, đồng thời tiêu diệt tất cả quái vật cản đường bằng cách bẻ kẻ thù thành từng mảnh. Sau đó, đội phóng ra khỏi mặt nước và hạ cánh lên núi. Họ lao thẳng về phía những kẻ thù còn lại và tiêu diệt các sinh vật mà không có bất kỳ sự thương xót nào. Tuy nhiên cho dù mọi người có tiêu diệt được bao nhiêu quái vật, thì số lượng của kẻ thù vẫn tiếp tục gia tăng trong trận chiến khốc liệt. Điều này buộc Jack phải dùng đến robot khủng long của mình để nghiền nát tất cả các sinh vật cùng một lúc và tiêu diệt tất cả quái vật bằng cách bắn súng máy liên hoàn. Cuối cùng nhóm đã thành công tiêu diệt tất cả kẻ thù trên núi, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Họ nhận thấy rằng con quái vật khổng lồ của Ripulsa đang hướng thẳng về phía thành phố. Điều này khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến vào bên trong các robot riêng lẻ của mình và phóng ra khỏi hang động. Họ lao về phía thị trấn để ngăn chặn kẻ thù lấy được tinh thể gel. Ngay sau đó, các siêu nhân đã đến được thành phố, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng Gonda đang phá hủy mọi thứ trong tầm mắt, đồng thời gây hỗn loạn cho người dân. Cả đội cố gắng ngăn chặn kẻ thù ngay lập tức. Kimberly kích hoạt vũ khí của mình và bắn thẳng vào người phụ nữ độc ác để thu hút sự chú ý của ả ta. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến Ripulsa tức giận và triệu hồi vô số quái vật từ mặt đất. Sau đó ả ra lệnh chiến đấu với các siêu nhân quyền năng cho đến chết. Mọi người nhìn thấy điều này và lao thẳng vào kẻ thù để chiến đấu, đồng thời né những con quái vật bay như côn trùng. Nhưng cho dù họ có giết bao nhiêu sinh vật thì kẻ thù vẫn tiếp tục hồi sinh vô tận. Điều tệ hơn nữa là Ripulsa cuối cùng đã tìm được vị trí của tinh thể gel Crispy. Ả ta ra lệnh cho Gonda đào viên pha lê ngay lập tức. Mọi người nhìn thấy điều này và nhanh chóng lao về phía con quái vật khổng lồ và họ cố gắng ngăn chặn nó lại bằng cách tấn công sinh vật từ phía sau. Nhưng Gonda đã ném được các cỗ máy đi bằng lực lượng cực lớn và nó dường như hoàn toàn không hề hấn gì trước sự tấn công của cả nhóm. Họ bị tiếp tục áp đảo và bị ăn hành ngập mặt. Kimberly đã nghĩ ra một kế hoạch, cô nhanh chóng cắp Billy lên không trung, sau đó khi thả người bạn của mình trực tiếp vào Ripulsa. Điều này gây ra một làn sóng xung kích lớn làm cho Gonda ngã xuống đất và khiến người phụ nữ văng ra xa. Nhưng rất nhanh họ nhận thấy rằng Gonda đang bắt đầu truyền sức mạnh của mình cho người tạo ra nó và cuối cùng đã chữa lành cho người phụ nữ khỏi những thiệt hại trước đó. Sau đó con quái vật khổng lồ tấn công lên mặt đất bằng một lực cực lớn và mọi người bị sốc khi thấy tinh thể gel nằm ngay bên dưới kẻ thù.
Cả đội nhận ra rằng họ không còn lựa chọn nào khác và quyết định nhanh chóng lao tới trước cái hố khổng lồ. Họ xếp thành hàng ở miệng hố và bắt đầu bắn tất cả vũ khí của họ về phía kẻ thù. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của họ không hiệu quả chút nào. Và quái vật khổng lồ bắt đầu tấn công mọi người từ trên cao và đè bẹp những cỗ máy tân tiến xuống đất. Nhưng cả nhóm không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Họ tiếp tục chiến đấu với con quái vật bằng mọi thứ họ có. Ripulsa nhìn thấy điều này và nhanh chóng ra lệnh cho sinh vật đẩy con người vào trong hố khổng lồ. Mọi người cố gắng chống trả trong tuyệt vọng, nhưng cuối cùng lại bị áp đảo bởi đối thủ to lớn. Tất cả đều bị ném vào bên trong cái hố khổng lồ một cách đáng ngạc nhiên thay vì bị phá hủy bởi sức nóng khủng khiếp. Các robot bắt đầu hợp nhất với nhau nhờ sức mạnh của tinh thể gel và gây ra một vụ nổ lớn trong quá trình này. Sau đó bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất giống như một con phượng hoàng. Điều này khiến Ripulsa hướng về phía Golda. Cuối cùng cô ấy hợp nhất với sinh vật to lớn đồng thời tăng đáng kể sức mạnh của con quái vật. Cả hai bắt đầu lao về phía nhau. Cỗ máy robot khổng lồ có vẻ yếu thế hơn, nhưng mọi người đã cố gắng lấy lại thăng bằng và giáng một cú đấm tàn khốc trực tiếp vào mặt con quái vật. Tuy nhiên Golda nhanh chóng có thể trả đũa liên tục, nhưng Billy đã chống trả được bằng cách đá kẻ thù bay ra xa. Người vàng cay cú rút kiếm ra và lao về phía robot một cách giận dữ, nhưng cỗ máy đã né được đòn tấn công và nhanh chóng tóm lấy kẻ thù và ném quái vật xuống đất. Jason nhìn thấy Golda bị tê liệt và quyết định lấy thanh kiếm khổng lồ ra khỏi lưng robot, sau đó đâm con quái vật trên ngực và buộc Ripulsa trốn thoát khỏi sinh vật khổng lồ. Tuy nhiên, ả ta không chịu bỏ cuộc dễ dàng mặc dù đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Bà ta lao thẳng về phía robot nhưng bị tát một phát khiến ả ta bay về phía bầu khí quyển. Chẳng bao lâu sau, tất cả người dân từ bên trong thị trấn nhỏ bắt đầu đi ra ngoài. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy con robot khổng lồ trước mắt mình. Và cuối cùng cũng hiểu được mục đích thực sự của họ trên hành tinh này và họ hứa sẽ bảo vệ mọi người khỏi bất kỳ kẻ xâm lược nào trong tương lai. Cảnh quay này đã kết thúc bộ phim ngày hôm nay mất rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.